Thưa quý vị, thưa các bạn, để thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển, mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 115 NQCP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Theo nghị quyết này, mục tiêu tổng quát đến năm 2025, doanh nghiệp Việt Nam có khả năng sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có tính cạnh tranh cao, đáp ứng được 45% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội địa. Trong nhiều năm qua, với sự quan tâm và đẩy mạnh hỗ trợ về cơ chế chính sách, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã có những tiến bộ nhất định. Thống kê của Cục Công nghiệp Bộ Công Thương cho thấy, số doanh nghiệp đang hoạt động trong công nghiệp hỗ trợ chiếm gần 4,5% tổng số doanh nghiệp của các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, tạo việc làm cho hơn 600.000 lao động, tương đương 8% lao động toàn ngành chế biến chế tạo, với doanh thu thuần sản xuất kinh doanh trong năm 2018 ước đạt hơn 900.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 11% tổng doanh thu toàn ngành chế biến chế tạo. Thời gian qua, ngành công nghiệp Việt Nam đã và đang phát triển theo chiều rộng. Một số ngành như dệt may, giày dép, ô tô, xe máy, thiết bị điện và điện tử chủ yếu hướng vào gia công lắp ráp. Nhiều lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đã phát triển và dần thay thế hàng nhập khẩu, đã giúp cho doanh nghiệp ứng dụng giảm được chi phí giá thành sản phẩm. Đơn cử như trong lĩnh vực thiết kế tủ điện, tủ điều khiển tại Viện Nghiên cứu Cơ khí Bộ Công Thương, ngay từ khi thành lập, bộ phận điện của viện đã được hình thành. Với chức năng chính là thực hiện những công việc liên quan đến điều khiển, tự động hóa các thiết bị, máy móc cho các dự án mà viện nghiên cứu và phát triển. Đến nay, các sản phẩm của viện đã được các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu lớn ở trong nước và nước ngoài tin tưởng, sử dụng tại phần lớn các công trình trọng điểm, các công trình quy mô và yêu cầu kỹ thuật cao. Hệ thống này mà chúng tôi tích hợp ý, nó có hai cái lợi ích. Thứ nhất là về mặt công việc. Khi hệ thống chúng tôi làm chủ được công nghệ này, thì chúng tôi sẽ tự thiết kế, tự chế tạo, tự lập trình điều khiển. Như vậy nó sẽ làm đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện công việc, cũng như cái sau này có cái chế độ bảo hành chạy thử thì các chuyên gia của viện cũng luôn sẵn sàng, và như vậy là về tiến độ là đã bứng rất nhanh. Thứ hai là về chi phí sản phẩm, theo chúng tôi thì những cái sản phẩm ở đây đã đem lại vấn đề kinh tế cũng đã giảm được 2-30% giá thành mà chúng ta nhập ngoại cùng cái thiết bị có chất lượng tương đương. Công nghiệp hỗ trợ, cơ khí khuôn mẫu và cơ khí chính xác là một phần trong gia công cơ khí hiện nay. Chế tạo khuôn mẫu có vai trò thiết yếu trong sản xuất và đời sống. Trải qua nhiều năm, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, gia công cơ khí chính xác tại Việt Nam phát triển với tốc độ chậm. Nhưng vài năm trở lại đây, lĩnh vực này phát triển khá nhanh khi doanh nghiệp tính toán được những lợi ích kinh tế khi tự chủ về khuôn mẫu. Văn hóa tiêu dùng của mỗi nước thì nó sẽ khác. Nhưng mà bằng cái sự chủ động và linh hoạt ở trong cái xưởng khuôn cơ khí công nghệ của công ty chúng tôi, rất là nhanh chóng thay đổi mẫu mã, làm ra những sản phẩm để phục vụ cho từng khu vực trong và ngoài nước. Một cái nhà máy có hai ngành, cơ khí công cụ và cơ khí công nghệ. Cơ khí công cụ thì sẽ sản xuất ra tất cả những cái chiếc máy phục vụ cho dập, phục vụ cho vuốt. Cơ khí công nghệ thì tất cả những cái khuôn chúng tôi đã sản xuất ra phục vụ cho công việc sản xuất. Trong lĩnh vực dệt may, công nghiệp hỗ trợ luôn đóng vai trò quan trọng. Mặc dù năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt tới 39 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 16,62 tỷ đô la Mỹ, nhưng theo các chuyên gia kinh tế, ngành này vẫn chưa thực sự phát triển bền vững bởi còn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu bên ngoài, chưa làm chủ được chuỗi cung ứng. Công nghiệp hỗ trợ đang là điểm nghẽn, kìm hãm ngành dệt may phát triển. Để từng bước giải bài toán này, doanh nghiệp phải chú trọng đầu tư, tăng cường liên doanh liên kết để chủ động trong khâu nguyên liệu. Để tự chủ trong khâu thiết kế, nguyên liệu, cắt may, Tổng công ty 28 đang tiếp tục tái cấu trúc công ty may theo hướng nâng cao năng lực, nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm, tìm kiếm nguồn hàng thích hợp, đồng thời chú trọng phát triển mạng lưới phân phối, không chỉ trong nước mà còn cho cái mạng lưới của nước ngoài, để đảm bảo đầu tư cho sản phẩm do mình nghiên cứu sản xuất, sẽ liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp dệt may để cùng nhau tổ chức chuỗi giá trị cho ngành dệt may Việt Nam. Để phát triển công nghiệp hỗ trợ,
Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đã xây dựng các chương trình để hợp tác với các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là các doanh nghiệp dẫn đầu có những dự án quy mô lớn, có khả năng tạo sự lan tỏa, đồng thời thực hiện tốt nghị quyết 115 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, tận dụng cơ hội lớn trong đón đầu các dòng vốn đầu tư trước xu thế chuyển dịch các chuỗi giá trị toàn cầu, cũng như đổi mới mô hình phát triển công nghiệp ở Việt Nam.